Xin chào mọi người, tôi đã quay trở lại với Singapore rồi mọi người ơi. Về đến Sing là ngủ một giấc. Sau đó thì đồ ăn thì ở bên đây, ở đây thì bước ra ngõ là có đồ ăn. Đi ăn liền, nhìn cái món ăn gì là bụng nó cứ đói. Cho nên hôm nay là mình vừa về đến Sing rồi. Dậy là đi ăn một món Hàn Quốc đầu tiên mọi người. Mình chỉ quay sơ cho mọi người coi thôi nhé. Tại vì hôm nay đây mọi người ạ. Đấy, ăn món Hàn Quốc thì cứ mỗi lần ra là phải đánh chén quả lo lên. Mấy thứ này đã vào bụng là no rồi đấy mọi người ạ. Xin mời mọi người ăn tối. Trứng mọi người ơi. Kim chi Hàn Quốc. Cơm mọi người. Dưa leo, kim chi. Thank you. Đây là kimchi pancake Korea. Rồi mọi người về đến Singapore là đồ ăn đấy thật. Nhật Bản này, Trung Quốc này, Hàn Quốc này, một dãy luôn cho. Mình cũng đến đây ăn nhiều lần rồi mọi người. Rất nhìn cái mùi nhỏ ngoài sản. Đây là cái bánh kim chi của Hàn Quốc rất là nổi tiếng mọi người.